Dạ kính thưa quý vị, anh Tuấn và chị Hằng thì không có xa lạ gì với Hội Thánh Mơ Ước của chúng tôi cả. Anh Tuấn thì nhóm lại ở tại chi nhánh tại Thủ Đức này, còn chị Hằng là thành viên tại Hội Thánh Mơ Ước ở quận 7. Dạ, và lời đầu tiên thì Giao xin được hỏi chị Hằng cảm thấy như thế nào khi chị được mời đến tham dự chương trình tọa đàm này ạ? Dạ, trước tiên thì em xin kính chào quý mục sư và xin kính chào quý Hội Thánh ạ. Thì hiện tại em cũng rất là run và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em chia sẻ trước nhiều người như vậy. Thì em cũng xin cảm ơn Chúa vì hôm nay Chúa cũng đã đột phá cho em mạnh dạn để em ngồi đây em chia sẻ ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, còn anh Tuấn thấy có vẻ là hơi run nè, anh thấy như thế nào anh? Xin chào mục sư và toàn thể ban lãnh đạo và cô chú bác, anh chị em thân hữu và tín hữu của Hội Thánh Mơ Ước ạ. Mình lần đầu tiên mình đến Hội Thánh mình hơi rung và cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vì được Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Dạ, dạ, chúng ta nghe rằng anh Tuấn và chị Hằng hơi rung, mình hãy dành cho họ một tràng pháo tay nữa để khích lệ họ và để những cái sự rung rẩy nó sẽ ra khỏi họ để chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện hết sức là thú vị của người anh chị của chúng ta. Dạ vâng, thì câu hỏi đầu tiên Giao xin được phép hỏi thăm anh Tuấn nha. Dạ, thì câu chuyện cuộc đời của anh trước đây như thế nào? Bối cảnh, công việc, mọi thứ ra làm sao trước khi anh tin nhận Chúa? Trước khi mình chưa tin nhận Chúa, công việc của mình là bên cơ điện lạnh. Mình đang làm công việc cũng rất là bình thường, cũng ổn định. Thế một ngày nào đó công việc mình chậm lại và càng thiếu thốn. Thì lúc đó trong thời gian đang thiếu thốn thì mình không biết xoay sở vào đâu. Rồi tiền, vừa tiền học vừa tiền mặt bằng. Rồi mình không biết suy nghĩ sao. Cái tự nhiên bộc phát mình nghĩ là mình phải đi kiếm tiền nhanh lẹ và mau làm giàu. Thì nghĩ đến là cờ bạc. Mình chỉ nghĩ là chơi vui thôi. Sau một thời gian mình chơi vui, mình càng lún sâu, mình càng mắc nợ. Và càng mắc nợ thì buồn chán. Rồi bắt đầu đâm ra mình đi nhậu, nhậu riết thâu đêm tới sáng. Về sáng làm đâu có nổi, rồi về gây lộn với vợ, la mắng vợ. Tánh tình mình nóng nảy rồi, đập đồ đạc, đủ thứ. Có những lần mình muốn chia tay với vợ nữa. Nhưng mà thật sự lúc đó cuộc đời mình rất là buồn chán. Đi đâu bạn bè cũng xa lánh, cứ nghĩ là mượn nợ. Nên lúc đó mình không biết để làm sao nữa. Sau thời gian đó mình tự suy nghĩ mà cũng muốn biết để một điều gì để mình xoay sở cuộc sống mà cuối cùng mình cũng không thay nổi. Thì khi mà anh xoay sở không nổi như vậy đó và anh phải tìm đến bài bạc và cuối cùng mọi thứ nó dường như là không có theo ý muốn ban đầu của anh là mình nhanh chóng mình làm giàu để mình thoát ra khỏi cái sự khó khăn về tài chính. Thì điều gì đã khiến anh có thể biết đến Chúa để anh đến đây anh thờ phượng Chúa ạ? Trước khi biết đến Chúa thật sự là mình cũng, vợ mình cũng có tin nhận Chúa, nhưng mà vợ mình kêu mình anh tin Chúa đi, rồi mình có thể là Chúa có giúp anh. Mình cũng không tin, mà mình cũng nói có chết mình cũng không tin Chúa. Nhưng mà thật sự thời gian càng nói vậy càng lún sâu thêm nhiều nữa. Sau một thời gian bẩn đi, rồi có một dịp nào đó mình tỉnh giấc là mình đang nằm mơ. Thật sự mình nằm mơ một giấc mơ đó, là bữa đó mình không có buồn lắm. Bữa tối mình về cái mình nằm mơ, một giấc mơ đó lại cho mình thấy một vị mục sư tầm khoảng 60 mấy 70 tuổi đứng trước mặt mình mới nói là con có tin ta không? Nếu con tin thì con mở mắt ra và con đừng khóc. Thật sự lúc đó mình mới nói là mình gật đầu mình nói tin, xong rồi vị mục sư nói con mở ra đi. Mở mắt ra đi thì mình mới mở mắt ra và kêu mình nhìn lên bầu trời. Thật sự mình nhìn lên bầu trời rất thấy Chúa Giêsu, thật sự là mình không thể ngờ, lúc đó mình không thể diễn tả nổi. Thật sự nó rất là không thể nào, cái khung cảnh nào đẹp hơn khung cảnh đó. Và Chúa đã nói với mình một câu: con cứ đi đi, đường con tỏa sáng rồi và con đừng sợ. Và lúc đó là mình mới tỉnh giấc dậy, là mình nói với vợ mình. Có nghĩa là vì cái giấc mơ đó mà anh tin Chúa. Chúng ta cảm thấy rất là đặc biệt và giống như là một cái sự hữu duyên. Người ở ngoài người ta không biết Chúa thì người ta nói rằng anh có duyên với Chúa nên anh mới được gặp Chúa. Và có nhiều khi chúng ta biết đến Chúa qua những cái lời mời đến tham dự những cái chương trình Giáng sinh giống như vậy, hoặc là mình thấy được cái người thân của mình hoặc người bạn của mình tin Chúa thì mình biết Chúa. Nhưng mà anh Tuấn có thể là anh rất là đặc biệt đó, nên là Chúa mới hiện ra cho anh. Và anh nói rằng chú phải nói rằng đừng có khóc nữa, phải không ạ? Cuộc sống của con nó tỏ bày rồi. Thì không biết là anh có khóc không mà lại chú lại phải nói cái câu đó với anh? Lúc đó là mình cũng mừng lắm, vui và được
Chúa tỏ lòng nói là con cứ đã tỏ sáng rồi. Thật sự là mình mới cảm nhận được là thì ra là mình đã biết đến Chúa, là Chúa đã ngỏ lời nói với mình. Thật sự là mình cũng nói tâm sự, gia đình của mình là bên Phật. Thật sự là mình lúc mà mình chưa tin nhận Chúa là mình thấy vậy, mình nói ủa sao mình là Phật mà sao mình không thấy Phật, sao tự nhiên Chúa ra hiện với mình, rồi mình mới quyết định là theo con đường đi theo Chúa. Mà anh có khóc không mà Chúa phải nói anh vậy? Lúc đầu anh không có khóc. Dạ, dạ, nhưng mà khóc từ trong lòng phải không ạ? À? Dạ, và chúng ta thấy rằng giống như là một cái sự xoa dịu cái nỗi lòng cho người anh em của mình. Dạ, và sau đó thì khi mà anh thấy được cái điều đó thì anh đến với Hội Thánh thì anh chia sẻ cụ thể hơn là Chúa đã làm gì cho anh để giúp anh bứt ra khỏi những cái sự khó khăn ở trong cuộc sống như vậy. Khi mà mình tin nhận Chúa rồi, thật sự Chúa thay đổi mình rất là không phải nói luôn. Từ con người mà nóng giận, gặp ai cũng gây gỗ, gặp ai cũng chửi, gặp về cái gì cũng nói hết. Mà thật sự lúc đó mình không còn biết giận, không còn biết hờn, chỉ biết và cười về vui vẻ rồi. Tận tâm công việc, Chúa cũng ban cho mình công việc làm ổn định trở lại. Và dần dần cũng trả hết nợ. Yeah, chúng ta hãy tôn vinh Chúa, một chàng pháo tay có được không quý Hội Thánh? À, mình thấy người anh em của mình từ một người nóng giận, cọc cằn, khó tính và về hay gây gỗ với vợ và ngay cả đã muốn ly dị vợ nữa và chìm trong một cái bế tắc như vậy đó mà nay lại trở nên như thế này. Và Quỳnh Giao tin rằng những quý đàn ông ngồi ở đây có thể là mình nghe cái câu chuyện của anh Tuấn thì mình thấm thía hơn, có phải không? Mà mình hiểu cái hoàn cảnh của anh. Và bởi vì người nam mà là người gánh vác trụ cột ở trong gia đình, và về thì lúc nào vợ cũng sẽ anh ơi cho em tiền mua sữa cho con, tiền chợ, tiền đóng tiền học, tiền đóng tiền điện, và liên tục tiền và làm cho những người đàn ông thật sự là mang một cái gánh rất là lớn trên vai, có phải không ạ? Và Quỳnh Giao tin rằng anh Tuấn thì anh nói anh không khóc, nhưng mà tấm lòng của anh có thể là anh đã có những cái thổn thức từ phía bên trong và qua những cái cuộc đỏ đen cố gắng để lấy lại những gì đã mất ở trong cuộc đời của mình, trong công việc của mình. Nhưng mà cuối cùng thì cuộc đỏ đen làm cho anh bị mất luôn những gì anh đã có. Nhưng mà ngợi khen Chúa là Đấng đã ban cái niềm hân hoan, cái niềm vui giống như Ngài đã phục hồi anh để anh có thể ngồi ở đây chia sẻ cho tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Dạ vâng, và tiếp theo thì Quỳnh Giao xin được phép hỏi chị Hằng. Chị Hằng là ngồi lâu rồi, thì chị Hằng có thể chia sẻ cho tất cả quý vị cùng biết được câu chuyện của chị, bối cảnh, cuộc sống như thế nào trước khi chị tin nhận Chúa được không? Trước khi em tin Chúa thì có hai giai đoạn mà em không thể quên được. Đó là một giai đoạn thăng hoa, một giai đoạn mà em có được tất cả những gì mà em muốn, từ vị trí công việc, từ mức thu nhập trong công việc của em, và được đến những nơi mà em ao ước, được đến những nơi mà em thích, từ trong nước cho đến là nước ngoài. Thì với cái vị trí công việc và mọi thứ như vậy, thật sự em không tưởng tượng được là tại cái giai đoạn đó là mình có được như vậy. Và người bên ngoài nhìn vào thì thấy rất là trọn vẹn, thì thấy rất là ao ước, nhưng chỉ có người bên trong thì mới hiểu được là vẻ bên ngoài và nỗi lòng bên trong của mình như thế nào thôi. Thì giai đoạn đó có được tất cả như vậy, nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng có những cái cuộc tranh chiến, cũng có những cái sự mệt mỏi khi mà mình tranh giành đấu đá để mình có được có một cái vị trí mơ ước như vậy. Thì cái công việc đó thì em cũng kéo dài trong vòng 2 năm, thì đến khi mà em cảm thấy mình quá mệt mỏi và mình không chịu đựng được nữa thì em cũng đã quyết định ngừng lại. Dạ, và tiếp theo một cái giai đoạn nữa là một cái giai đoạn vô cùng bế tắc với em, là vào tháng 10 năm 2022. Thì tại thời điểm đó là em bị mất công việc, em bị mất thu nhập và em bị mất tinh thần, em rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Vì em làm về ngành tài chính và em vào giai đoạn tháng 10 năm 2022 thì em đã chuyển sang làm ngành bất động sản. Thì chắc các anh chị cũng biết là năm 2022 hầu như là ngành bất động sản bị đóng băng. Và những anh chị em nào mà làm trong ngành nghề bất động sản thì mình cũng phải ngưng lại công việc vì giai đoạn đó là giai đoạn khủng hoảng. Và em cũng không ngoại lệ, thì em cũng mất công việc. Và trong giai đoạn đó thì bao nhiêu chi phí em không biết mình phải trang trải như thế nào. Và đó là cái giai đoạn khủng khiếp nhất. Mà bên cạnh đó thì em còn gặp một cái sự việc nữa, đó là em bị kiện tụng trong cái giai đoạn đó. Và khi mà chị bị rơi vào cái giai đoạn như vậy thì điều gì đã đưa đẩy chị để chị biết đến Chúa và chị đến với Hội Thánh?
Dạ, cảm ơn Chúa vì Chúa đã tìm kiếm em. Thì vào tháng 12 là đúng Giáng sinh năm 2022 vừa qua, thì em đã được một cô bạn là cô Đăng Trang đã gửi cho em một tấm thiệp mời Giáng sinh để em đến dự tại Hội Thánh Mơ Ước. Thì trong đêm Giáng sinh đó, thì khi mà Chúa đã đụng chạm đến em và khi mà nghe lời mục sư giảng lời của Chúa, thì em được đụng chạm và em rất là cảm động. Và trong đêm đó thì em cũng không có kìm được cái cảm xúc của em là khóc. Rất là thông cảm với chị. Như chúng ta biết rằng thật ra năm 2022 đến năm 2023 và là một cái năm khủng hoảng về kinh tế mà gọi là toàn cầu luôn à. Và Quỳnh Giang nghĩ rằng không phải chỉ có cái ngành tài chính hay ngành bất động sản của chị Hằng bị ảnh hưởng mà tất cả các ngành nghề khác đều bị ảnh hưởng. Bởi vì Quỳnh Giang làm ở trong ngành năng lượng và biết rằng người ta thất nghiệp rất là nhiều và rất khó để đi tìm công việc khác nữa thưa quý vị. Và mọi thứ nó giống như là rơi vào cái sự lên đên ở trong cuộc sống và không có một cái phao nào để bám víu hết cả. Và chị Hằng còn chia sẻ rằng chị bị rơi vào kiện tụng. Một người nữ trẻ mà rơi vào kiện tụng thì thật sự nếu như chúng ta đi làm ở ngoài đời á, thì gọi là bích cửa. Bởi vì không có công ty nào mà muốn tuyển một cái người mà đã từng vướng vào cái phòng vòng lao lý hoặc là bị kiện trước pháp luật như vậy hết cả. Chị đã đến với Hội Thánh và chị tin nhận Chúa vào Giáng sinh năm trước là năm 2022 đúng không ạ? Và cháu nghĩ rằng thực ra cái điều mà khi chị Hằng chia sẻ để chị đến với Hội Thánh nó cũng là một cái sự hy hữu, kính thưa quý Hội Thánh. Bởi vì khi một người mà có một công việc bình thường, có tài chính mọi thứ mà để người ta dành thời gian để đi chơi hoặc là đi tận hưởng cuộc sống thì người ta sẽ không có đến nhà thờ đâu. Người ta sẽ nghe cái chương trình ở nhà thờ, Hội Thánh thôi nghe chán lắm, tôi thích đến bar hơn, tôi thích đến những cái chỗ thú vị hơn, tôi thích đi du lịch nước ngoài và tôi thích mọi thứ để nó có thể thỏa mãn được những cái nhu cầu xác thịt của tôi chứ tôi không chọn đến Hội Thánh. Nhưng mà chị Hằng, một người trẻ rất là giỏi trước đó đã làm công việc mọi sự thăng tiến nhưng đã chọn đến với Hội Thánh. Và câu hỏi tiếp theo cho chị đó là khi chị đã chọn như vậy, chị đến để chị tìm kiếm Chúa như vậy đó, thì Chúa đã làm gì cho chị? Dạ, khi trong cái sự tuyệt vọng, trong cái giai đoạn mà em bị khách hàng kiện tụng, thật sự thì em rất là áp lực và rất là mệt mỏi, bế tắc. Thật sự em thời điểm đó em không có đủ mạnh mẽ để em vượt qua. Em không biết là em sẽ tìm công việc, bắt đầu tìm công việc như thế nào, và những cái chi phí sắp tới từng ngày em phải xử lý như thế nào. Và em bị áp lực khi mà khách hàng liên tục nhắn tin cho em. Bởi vì em cũng xin phép chia sẻ rõ hơn chỗ này là em bước chân qua ngành bất động sản thì em cũng có giới thiệu cho khách hàng của em tham gia. Thì trong cái giai đoạn mà tháng 10 năm 2022 là thời điểm khủng hoảng, thì tất cả những người đầu tư vào ngành bất động sản thì họ cũng e ngại và họ muốn rút lại trong cái giai đoạn đó. Và để mà có thể thay đổi cái ý định đó thì họ cũng có tìm nhiều cách để mà họ lấy được cái khoản tiền của họ. Thì trong cái giai đoạn đó thì em bị họ áp lực để làm như thế nào để họ phải lấy lại, bằng cách là họ cũng áp lực đến em luôn để họ muốn công ty phải hoàn trả lại cho họ khoản tiền đó. Thì cái giai đoạn đó em vừa mất việc, vừa không có tiền, em không có chi phí sinh hoạt mà em bị khách hàng em áp lực như vậy. Thì trong đêm Giáng sinh em đến với Chúa, thì em tiếp nhận Chúa, thì trong vòng 3 tháng sau thì Chúa đã giải quyết vấn đề cho em bằng cách là Chúa tìm kiếm cho em một công việc. Và Chúa cũng giải quyết được cái vấn đề khách hàng của em, là trong số những khách hàng hiếm hoi được công ty hoàn trả tiền lại trong một cái giai đoạn đó. Thật sự em rất là cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy dành cho Chúa của chúng ta một tràng vai để tôn vinh Ngài. Chúng ta thấy được một cái sự giải cứu hết sức là diệu kỳ ở trên đời sống của người nữ này. Và thật ra ở trên thị trường hiện nay, nếu mà chúng ta mua một căn bất động sản mà mình đã đặt cọc rồi á quý vị, khó lấy lại lắm. Và dù chúng ta dùng mọi cách thì không có công ty nào họ muốn trả lại đâu. Và đặc biệt là khi nền kinh tế đóng băng như hiện nay đó, thì họ sẽ tìm cách là họ sẽ xù luôn, họ sẽ vụt luôn, hoặc là họ sẽ trốn tránh trách nhiệm, họ không có muốn để xử lý. Nhưng mà có thể Chúa rất là yêu thương chị và Chúa đã cảm động để công ty trả lại cái số tiền cọc cho cái người khách hàng của chị, phải không ạ?
Dạ, và sau đó là họ có xin lỗi chị không, khi sau những cái tràng nhắn tin mà áp lực lên tâm lý của một cái người phụ nữ trẻ như vậy? Dạ, khi em đến với Chúa thì em đến trong tình yêu thương của Chúa. Cho nên là những điều gì mà khiến em không vui hoặc là những điều gì khiến em tổn thương thì hầu như Chúa đã chữa lành và em không còn cảm thấy cay đắng hay là cảm thấy oán hận với những người mà họ đã đối xử với mình như vậy cả. Cho dù là dồn mình vào cái con đường bế tắc như vậy. Dạ, thì em chỉ tận hưởng trong cái niềm vui mà Chúa đã ban cho em, đó chính là công việc của em, mức thu nhập của em tại từng giai đoạn và từng nhu cầu mà em mong muốn tại từng thời điểm. Dạ, Chúa đã nâng em lên, Chúa nâng em lên và tại Chúa cho em rất là nhiều điều như là công việc, rồi mức lương và mức thưởng nữa, thì thật sự ngoài sức tưởng tượng của em. Dạ, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Có nghĩa là cái người mà đã áp lực chị là không có xin lỗi gì hết, nhưng mà vì niềm hân hoan Chúa dành cho chị và chị đã quên luôn những cái sự cay đắng mà họ đã dành cho chị. Dạ, và sau đó Chúa còn ban thưởng cho chị thêm những công việc, mọi thứ nữa. Dạ, ngợi khen Chúa rất là nhiều. Vâng ạ. Dạ, và mình sẽ hỏi anh Tuấn thêm một câu hỏi nữa là cái khoảng thời gian khi mà anh đã quay, anh tiếp nhận Chúa như vậy đó, anh đến anh nhóm là anh thờ phượng Chúa tại hội thánh, thì điều gì mà khiến anh cảm thấy rất là đặc biệt mà Chúa đã dùng anh, hoặc là Chúa đã bày tỏ, Chúa đã làm cho anh, để anh chia sẻ thêm để hội thánh được khích lệ được không ạ? Dạ, sau khi mình tin nhận Chúa, mình ao ước lúc nào chúng như hàng tuần mình cũng đi thờ phượng và thứ bảy mình đi cầu nguyện. Thật sự mấy cái ngày đó rất là tốt, tại vì đối với mình hồi xưa mình không biết, mình nhiều khi mình nghĩ mình đi rồi mà nói tại sao mình đến Chúa trễ quá vậy. Thật sự khi mà mình làm những điều đó, rồi bữa đó mình đi xong mình cầu nguyện bình thường về, bữa nọ mình đi làm về thì có mẹ đó ở nhà nói Tấn Tấn coi cái tay mẹ sao bị cong vậy nè, mà cong ra thì không được, đây cong ra bà khóc, bà đau, bà nói khóc. Cái mình mới nói là mẹ, mẹ mẹ có tin Chúa không, mẹ cho con cầu nguyện đi rồi Chúa sẽ chữa lành cho mẹ. Cái mẹ nói mẹ tin rồi mình cầu nguyện. Rồi cầu nguyện xong rồi một hai ngày sau mình đi làm về, mẹ khoe nói Tấn Tấn cái tay mẹ hết hẳn rồi Tấn. Thật sự là bây giờ bà hết luôn, bà khoe lúc nào cũng nói đi về mình vui lắm. Bà nói là tay tao hết luôn rồi Tấn ơi. Mình cảm ơn Chúa. Một cái niềm vui kéo dài qua sự chữa lành mà Chúa đã sử dụng anh Tuấn. Mà trước đây là anh đã cầu nguyện cho ai được hết bệnh chưa mà anh dạng dĩ đến cầu nguyện cho mẹ anh vậy? Chưa, đó giờ mình chưa cầu nguyện cho ai. Tại vì mình đi là cái tâm hồn của mình lúc nào mình cũng muốn gần gũi với Chúa. Tại vì hồi lúc trước mình không biết thật sự, nhưng mà khi mình đã biết rồi, mình càng biết nhiều nữa để Chúa thay đổi cuộc đời của mình và Chúa gọt giũa mình dần dần. Chúng ta ngợi khen Chúa ạ. Bởi vì hãy dành một vòng pháo tay để ngợi khen Chúa nữa ạ. Và cảm ơn Tuấn vì đã hết sức mạnh dạn để chia sẻ. Bởi vì Quỳnh Giao biết rằng cái bệnh như này nè là ba của Quỳnh Giao bị, thưa quý vị, và nó gọi là ngón tay nòng súng. Và khi mà cái mức độ nhẹ đó là vẫn có thể mở ra được, nhưng mà nó sẽ kêu cọc cọc như vậy. Mà nếu như mẹ của anh Tuấn mà bị nặng, bị không mở ra được, có nghĩa là đã rất là nặng rồi. Và cái việc này sẽ phải phẫu thuật, và nó sẽ không hết, nhưng mà nó sẽ tái diễn. Và đó là lý do vì sao mà do hỏi anh Tuấn là có đã từng cầu nguyện cho ai chưa mà lại dạng dĩ đến như vậy. Và cho tới bây giờ cái căn bệnh đó nó đã hết luôn. Có nghĩa là Chúa sử dụng anh để mang sự chữa lành đến trên mẹ của anh. Và đó là niềm vui lan tỏa từ anh Tuấn đến mẹ của anh. Và đó là sự hân hoan tuyệt vời mà Chúa dành cho anh. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và còn chị Hằng thì một cái cú hích nào đó mà Chúa đã ban cho chị, và để giống như là một cái niềm vui trọn vẹn mà chị đã cảm nhận được ở trong năm vừa qua, là chị tin Chúa được một năm đúng không ạ? Thì chị có thể chia sẻ cho hội thánh. Em xin đầu tiên thì em cảm ơn Chúa rất là nhiều. Thứ nhất là Chúa cứu em khỏi trong cái vùng tối tăm, đó là sự kiện tụng, sự mệt mỏi trong cuộc sống của em. Tiếp theo là Chúa đã tìm kiếm cho em một công việc mà ổn định trong cuộc sống. Chúa phục hồi mức lương của em, và thậm chí Chúa còn ban thưởng cho mức lương của em, chúc phước trên tài chính của em rất là nhiều ạ. Và bên cạnh đó thì Chúa cũng nhớ đến gia đình của em nữa. Thì khi mà mẹ em nhìn thấy những chuyển biến tốt hơn mỗi ngày trong công việc của em, khi mà em đến thờ phượng Chúa rồi, thì em có dẫn mẹ em tới, và ngày đầu tiên khi mẹ em đến thì mẹ em cũng đã tiếp nhận Chúa. Và mẹ em khi mà đến nhà thờ thì mẹ em rất là vui,
và mẹ em cũng có được những người chị em để cùng đồng hành, cùng hỗ trợ và chăm sóc cho mẹ em rất là nhiều, và cái đó là điều em cảm thấy rất là vui. Dạ, em xin cảm ơn Chúa. Dạ, có nghĩa là mẹ của chị qua cuộc đời của chị và bà cũng tin nhận Chúa luôn. Dạ, và Chúa có làm gì đặc biệt cho bà luôn không ạ? Dạ, thì trong lần đầu tiên khi mà mẹ em đến hội thánh để tham dự một buổi lễ thánh nhật, thì mẹ em bị, trước đây thì mẹ em bị đau lưng rồi bị đau chân nữa, và hầu như là em cũng có dẫn mẹ em đi khám bệnh rất là nhiều luôn, đi uống thuốc nữa suốt mấy năm luôn nhưng mà cũng không có khỏi. Về thì được vài bữa lại đau lại, thì khi đó thì chị Hạnh là hỗ trợ chị em, thì chị có nói là hay là em dẫn mẹ lên mục sư để mục sư cầu nguyện cho mẹ em nha. Thì khi mà lên thì mục sư vừa cầu nguyện xong thì mục sư hỏi khi mẹ em đứng lên ngồi xuống, trước đây là mẹ em không có đứng lên ngồi xuống được luôn, thì tại thời điểm đó luôn là mẹ em đứng lên ngồi xuống được mà mẹ em giật mình luôn. Sau đó thì mẹ em về, mẹ em cũng không có còn đau lưng nữa, cho đến thời điểm bây giờ luôn là mẹ em hoàn toàn được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa rất là nhiều. Dạ, mẹ chị Hằng có tham dự buổi tối ngày hôm nay không ạ? Dạ có chị. Dạ, có thể mời bác có thể đứng lên để quý hội thánh được nhìn thấy bác. Dạ, dạ bác đang ngồi ở phía dưới căn phòng ở bên dưới. Dạ, một lời chứng sống về sự chữa lành của Chúa của chúng ta, đấng ban niềm hân hoan và sự chữa lành cho những ai tin cậy đến danh của Ngài. Dạ, và Quỳnh Giao thấy rằng những điều mà anh Tuấn và chị Hằng chia sẻ, có thể nếu như chúng ta là những người nghe lần đầu tiên thì mình cảm thấy những người này rất là may mắn, và chắc là họ có duyên rồi, họ đã tích phước này kia dữ lắm á, nên họ mới được như vậy. Dạ, nhưng mà Quỳnh Giao tin rằng không có điều gì mà nó xảy ra đến như vậy cả, và mọi thứ nó bắt đầu kể từ khi anh Tuấn và chị Hằng đã mở lòng để đến với Chúa, để tìm kiếm Chúa. Dạ, và chính Chúa là đấng đã thay đổi cuộc đời của anh chị mình 180 độ luôn ạ, thưa quý vị. Dạ, một người đàn ông nóng nảy, khó chịu, bực bội, và ngày hôm nay trên gương mặt luôn nở những cái nụ cười và rất là khiêm nhu, và còn thể hiện cái tình yêu thương dành cho những người xung quanh của mình nữa. Dạ, và chị Hằng một người nữ trẻ, giống như là một cái sự mong ước của những bạn trẻ hiện nay, đó là công việc, được đi du lịch, được làm mọi thứ mình muốn. Và người nữ đó ngày hôm nay bây giờ đam mê Chúa nhiều hơn công việc và những cái sự du lịch đó nữa, kính thưa quý vị. Và Quỳnh Giao tin rằng niềm hân hoan này nó sẽ không chỉ dừng lại cho anh Tuấn và chị Hằng đâu. Và dù bối cảnh gia đình của họ khác nhau, công việc và vị trí xã hội khác nhau, nhưng Chúa vẫn có thể làm ơn cho họ theo những cách khác nhau, một cách tuyệt vời nhất mà chúng ta rất khó để tưởng tượng được. Và xin cảm ơn anh Tuấn và chị Hằng rất là nhiều vì đã tham dự chương trình này.